Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Lưu Gia Quỳnh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn là leo răng đấu trường với đội hình tướng Tree. Thì cái hiện tại cái chùm sao của mình là cái chùm sao dựa trên ánh sáng. Cái tăng cường của chùm sao là Emateka 35% và cái sức lực 50%. Với Emateka có nghĩa là Matrix Ateka, có là khả năng tấn công phép thuật. Và cái sức lực ở đây có nghĩa là cái nó ảnh hưởng rồi cái exterior của anh hùng, là bao gồm cả cái chỉ số health point và chỉ số defense của các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ dược ha, thì mình sẽ chọn cái đội hình này. Ở cái chùm sao này á, thì cái hiệp sĩ hoa hồng sẽ được buff cái khả năng tấn công phép thuật. Vì vậy các bạn nên sử dụng, nếu mà bên kia mà họ có những cái con tướng mà có sao á, thì các bạn nên dùng những con tướng mà có khả năng phòng thủ phép thuật tốt. Thì ở đây mình có hiệp sĩ hoa hồng nè, con Bucky này khả năng phòng thủ phép thuật của nó cũng khá yếu nha các bạn. Mặc dù ở cái chùm sao này nó được buff nhưng mà các bạn nên hạn chế dùng cái con Bucky. Quetley thì các bạn dùng được, Quetley thì cái khả năng phòng thủ của nó cũng khá ổn. Thì với đội hình bên kia nó có một con sát thủ, mình sẽ dùng hai con tăng cơ. Ở đây mình sẽ chọn con Quetley người giữ như lời thề và con hiệp sĩ hoa hồng. Bucky ở chùm sao này nó được buff nhưng mà mình lưu ý các bạn là hạn chế dùng Bucky ở cái đội hình tấn công ha. Các bạn phòng thủ thì các bạn có thể dùng nó nhưng mà tấn công hạn chế dùng đó. Rồi hồi máu mình vẫn có hồi máu rồi. Rồi hai con sát thương hai bên, mình dùng hai cái con sát thương vật lý. Vì cái đội hình này nếu mà dùng sát thương phép thuật á, thì rất là dễ bị hiệp sĩ hoa hồng bên kia tấn công nhiều. Rồi mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Sát thủ bên kia nó bay qua thì bên này nó bắt ngay con hoa tiên của mình. Hoa tiên của mình đã hồi máu lên được. Rồi sát thủ bên kia đã chết rồi các bạn ạ. Rồi đội hình bên kia cũng gần như đã nát rồi đấy các bạn. Khi mà cái hàng tăng của nó đã ngã xuống, sát thủ của nó thì cũng đã chết. Bây giờ nó chỉ còn con hoa tiên phía sau hồi máu kèm với lại hai con, một con sát thương vật lý lớn và một cái con mà gây hiệu ứng. Thì bây giờ nếu mà mình đánh, mình sẽ cố mình nếu mà đánh tay thì các bạn cứ dồn đem thẳng vô con hoa tiên nó chết, còn cái này là do nó auto đánh cho nên các bạn cứ đợi thì nó nhất định nó cũng sẽ dồn đem vô một trong hai con này, nó giảm sát thương lại thì hoa tiên nó vẫn chết thôi. Rồi mình đã dần thắng lợi nha các bạn. Rồi đây cái đội hình này đây, đội hình này họ dùng cái con Bucky. Cái chùm sao này mặc dù Bucky được buff nhưng mà như hồi nãy mình nói cái khả năng phòng thủ phép của Bucky rất là thấp. Dù nó được buff nhưng mà khi mà bên kia họ dùng sao họ dùng những con tướng mà có sao dựa trên ánh sáng tương tự thì con Bucky nó sẽ bị phế ngay. Rồi bây giờ mình sẽ đánh con Bucky cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy không, Bucky nó rất là yếu ở cái dòng sao này, vừa ra là nó đỡ đỡ đòn không được phép thuật. Bucky thì cái khả năng đỡ đòn phép thuật của nó rất là kém đó. Bây giờ Bucky nó sắp nằm xuống rồi. Rồi Bucky nó ra đi rồi đó các bạn, thì các bạn cũng để ý lên ha, là cái Bucky nó yếu như vậy đó. Nhưng mà đội hình mình phòng thủ mình vẫn hay dùng Bucky do mình kẹp những con tướng khác để giảm cái sát thương cho Bucky. Tùy tùy cái đội hình các bạn dùng. Tuy nhiên Bucky ở đây thì nó dễ bị phế gì thôi. Rồi, mình đã chiến thắng. Rồi, cái đội hình phòng thủ ở đây là cái đội hình này nó có một con sát thủ và một con tăng. Mình sẽ đánh nha. Thì họ có con sát thủ thì mình dùng hai con tăng cơ. Họ có tăng cơ nhưng mà không có hồi máu thì mình kẹp con hồi máu vô. Rồi bây giờ hai vị trí kia vẫn là hai con sát thương lớn. Ở đây á, là những cái con mà gây sát thương thì đa phần nó không được buff cái chùm sao này.
Nếu có búp á, thì mình sẽ lựa chọn một trong những cái con sát thương khác để mình thay đổi. Còn nếu mà nó không có con nào được búp á, thì thông thường mình sẽ chọn quả đen và thợ săn thú. Đây, hiệp sĩ hoa hồng dừng lại một nhịp để búp. Các bạn để ý nha. Rồi, qua tiên hồi máu lên nè. Một nhịp. Rồi. Qua tiên tiếp tục hồi máu, sát thủ bên kia đã chết. Do khi sát thủ nó bay qua nó bắt thì bắt ngay qua tiên, nhưng mà kế bên của qua tiên là có con quả đen nó kẹp. Nó hỗ trợ liền. Kèm theo đó là con hiệp sĩ hoa hồng từ trên rút về. Thì cái đó là cái lợi thế của các bạn khi dùng hai tăng để đối phó với sát thủ. Sẽ có một tăng về để đỡ đòn. Rồi, mình đã dược. Từ nãy đến giờ khi Huga dược cả các cái răng trên đấu trường, Huga hay dùng cái đội hình này. Thì cái đội hình này nó sẽ được buff khá nhiều ở cái chùm sao dựa trên ánh sáng. Thì với các bạn nào mà nếu mà không không đoán đội hình địch được đó, thì các bạn vẫn cứ dùng y như Huga như vậy, thì các bạn cũng có thể chiến thắng khoảng 50% các cái số trận. Còn bạn nào có thể đoán được đội hình địch đó, thì các bạn cứ chọn, cứ fit đội hình mà để các bạn có hiệu quả mà tốt nhất. Còn cái đội hình phòng thủ đó, các bạn có thể dùng cái con Questlay người giữ lời thề, hoặc là các bạn dùng một con duy nhất hiệp sĩ quý hoa hồng, và kèm theo đó là một cái tướng phép chẳng hạn như là con bà chúa tuyết chẳng hạn. Thì những cái đội hình này nó sẽ giúp các bạn là phòng thủ khá cứng nhá. Rồi, xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.